khóa học kế toán xây dựng và sản xuất. Đây là loại hình hai lĩnh vực, cần có sự kết hợp chuyên sâu, kỹ năng nghiệp vụ của kế toán tổng hợp. Sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu bạn là người thiếu kinh nghiệm thực tế. Nếu không nắm bắt được tình hình giá vật liệu ban hành, cũng như quy trình đấu thầu, hợp đồng xây dựng chi tiết. Đặc thù về định mức, bóc tách, cách chi phí tính giá thành song song hai mảng chính sản xuất và xây dựng. Vậy làm sao để cân đối chi phí phù hợp với dự toán từng loại công trình, hạn chế mức phát sinh? Tất cả đều nằm trọn trong khóa học kế toán tổng hợp sản xuất xây dựng của Kế toán Việt Hưng. Hãy cùng tìm hiểu nội dung của khóa học này nhé! Phần đầu kỳ, hướng dẫn từng bước khai báo dữ liệu, cách kiểm tra khi tiếp nhận số liệu từ kế toán cũ chuyển sang. Phát sinh trong kỳ, xác định chính xác các khoản chi phí và doanh thu của mảng sản xuất và công trình xây dựng. Đi sâu vào hạch toán các hóa đơn, chứng từ, kinh nghiệm xử lý những phát sinh thường gặp với mảng này. Phân bổ chi phí chung sao cho phù hợp với doanh thu của xây dựng và sản xuất để tính giá thành. Và cuối kỳ là đối chiếu giá thành, đối chiếu doanh thu so với giá vốn từng hợp đồng tư vấn dịch vụ, kê khai đối chiếu xử lý số liệu trước khi lên báo cáo tài chính. Khóa học kế toán xây dựng sản xuất tại Kế toán Việt Hưng được giảng dạy trên nền tảng học phổ biến nhất hiện nay với giao diện thông minh, dễ sử dụng. Một tính năng không thể thiếu của lớp học nhóm online là Zoom Meeting, nền tảng học trực tuyến, độc quyền tại Kế toán Việt Hưng. Tiếp theo là các mục hướng dẫn chi tiết cách cài đặt các phần mềm kế toán dưới dạng video. Các hoạt động của khóa học được chia nhỏ để học viên dễ dàng thao tác. Bởi đặc thù khóa học kế toán, các bạn sẽ phải học theo lộ trình từng phần. Mỗi một chứng từ sẽ là một video bài giảng hướng dẫn cụ thể từ cách hạch toán đến những kiến thức mở rộng thực tế khi đi làm để phục vụ cho quá trình học và ôn tập của học viên. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu như bảng lương, hợp đồng, biên bản liên quan đến ngành xây dựng, download về khi cần. Ưu điểm của khóa học là bài giảng được tích hợp đầy đủ tính năng, cập nhật những thông tư và nghị định, luật thuế mới nhất, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách trọn vẹn. Cuối mỗi khóa học, học viên đều có thể tự đánh giá kiến thức qua phần trắc nghiệm từ khó đến dễ. Từ đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn về năng lực bản thân và có phương pháp học tập hiệu quả. Đồng thời, hỗ trợ các bạn giải đáp nghiệp vụ chuyên môn trọn đời qua Messenger, Zalo và Hotline miễn phí. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nắm chắc nghiệp vụ kế toán, tự tin xử lý thành thạo mọi phát sinh, hiểu rõ kỹ năng phân tích rủi ro thuế và cân đối số liệu khi lên báo cáo tài chính. Đến với Kế toán Việt Hưng, hoàn thành lộ trình học đạt yêu cầu, bạn sẽ được cấp chứng chỉ kế toán có giá trị trên toàn quốc. Khi bạn đắn đo về chi phí phải bỏ ra để theo một khóa học, thì khóa học kế toán xây dựng sản xuất là giải pháp hữu ích nhất dành cho bạn. Với những tính năng hiện đại nhất, thông minh nhất, nhưng mức học phí không đắt đỏ. Đăng ký khóa học ngay hôm nay tại ketoanviethung.vn để nâng cao kiến thức và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thăng tiến sự nghiệp nào nhé. Kế toán Việt Hưng, cùng bạn chinh phục kiến thức hàng đầu ngành kế toán.